Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Thì tôi đang đứng ở đây là đường 90 của xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. Quý vị nhé, chạy thẳng hướng này là ra tỉnh lộ 52, đi về phía đất đỏ hay là đi về Ủy ban Nhân xã Long Phước là đi về hướng này. Còn đi về ngược lại là đi về cái đường Võ Văn Kiệt kéo dài, sẽ có quy hoạch con đường như vậy. Thì giới thiệu quý vị một cái khu đất mà người ta đã phân lô ra đây. Diện tích của cái lô đất này này 1.001 m2. Cái lô này á là có diện tích là 1.001 m2, có chiều ngang là 20 m quý vị nhá. Đã xây tường bao xung quanh này. Ở chỗ này làm vỉa hè quý vị nhá. Đấy. Vỉa hè này là làm trên cái đất của mình, không liên quan đến đường. Chiều ngang 20 và lở hậu 25 m, chiều sâu là 45 m quý vị nhá. Hiện trạng nó là đất trồng cây, chưa có thổ cư. Và nếu như quý vị nào là muốn làm nhà thì chỗ cái anh chủ đất đây á, anh ấy sẽ bao xây nhà luôn, nhưng mà xây nhà vườn thôi quý vị nhé, nhà cấp 4 thôi. Đất ở đây thì rất là màu mỡ tơi xốp, đẹp tuyệt vời, rất màu mỡ lắm. Chỗ này mà trồng sầu riêng các thứ thì rất là hợp, bởi vì cái đất ở Long Phước này trồng sầu riêng rất là đẹp quý vị nhé. Đấy, đối diện ở đây nó là có một cái vườn cao su này, rất là mát. Thì ở đây tôi đang có hai lô đất đang chào bán. Lô này 161, còn một lô trên kia là 163. Lô 163 thì nó lại hai mặt tiền. Lô 63 là... Lô 63 là cái cuối cùng. Lô 163, mấy lô này thì người ta bán rồi. Còn lô 63 á, lô 163 thì là bán 4.8 quý vị nhé. Nó kia bán 4 tỷ. Nó này thì hai đầu, hai mặt tiền. Mặt tiền này và mặt tiền đằng sau nữa, nên là giá nó khác hơn. Thì đây đang xây dựng tạo cảnh quan quý vị nhé. Đấy, đất đai thì tuyệt vời. Ở đây kiểu như chỗ này nó có cái tam giác này. Đấy, có một đằng xe có con đường chéo à. Chỗ này, chỗ cái cột điện kia nó có con đường đó. Thì đây con đường sẽ chéo đây. Đây, cái đất này của mình là 163 quý vị nhé. Đây, đất này quý vị thấy không? Bỏ ao. Và đây người ta đang bỏ đất để trồng cây. Hiện trạng đang trồng dừa. Sao dừa nó sai chứ? Tạo cảnh quan thôi. Đây là cây cảnh quan. Đấy, là lô này 163 quý vị nhé. Sau con đường thì sơ bộ quý vị hai cái lô đất ở đây như vậy đó. Quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại ở bên dưới nhé. Đường thì đường hiện hữu và đất này thì hiện trạng nó chưa có nên thổ cư được quý vị nhé. Nhưng mà nếu như ai muốn xây nhà thì vẫn xây được. Đấy, chỗ anh chủ đất anh ấy bao xây nhà. Đất chỗ này có cạnh dài cạnh ngắn. Thì cơ bản là như vậy. Quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới. Và nếu như quý vị nào có biết ai có nhu cầu bán hoặc mua đất ở đâu thì cứ giới thiệu chúng tôi nhé. Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác với quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.